Năm 2020, cùng với sự tư vấn và hướng dẫn của nhãn hàng Target, Minh Anh Đô Lương đã khởi động chương trình ASAP hướng đến mục tiêu hoàn thiện hệ thống quản lý và nâng cao sự gắn kết trong quan hệ lao động. Khởi động chương trình, nhà máy đã phối hợp với Target để tự đánh giá và tổ chức khảo sát với mức độ hài lòng của người lao động. Thời điểm đó, kết quả đạt được của nhà máy chỉ dừng lại ở mức Reactive. Đối với hệ thống quản lý và chỉ số gắn kết người lao động đang thấp hơn mức trung bình chung, chỉ ra rằng nhà máy vẫn đang tồn tại rất nhiều vấn đề cần cải thiện. Về hệ thống quản lý, thứ nhất, hệ thống quy trình, chính sách của nhà máy vẫn đang trong quá trình xem xét, cập nhật và hoàn thiện. Thứ hai, công tác đánh giá rủi ro chưa toàn diện, chưa phản ánh đúng, đầy đủ, kịp thời các rủi ro hiện diện trong nhà máy do chưa có sự tham gia, xây dựng của người lao động. Thứ ba, cơ chế khiếu nại, khiếu kiện đã được xây dựng, nhưng việc ghi nhận và lên phương án giải quyết theo dõi vẫn chưa triệt để. Về kết quả khảo sát, người lao động vẫn chưa thật sự hài lòng về thời gian làm việc cũng như chế độ phúc lợi của nhà máy. Nhận thấy được rất nhiều vấn đề tồn tại, dưới sự tư vấn của Target, năm 2020, ban cải tiến SBT chính thức được thành lập với sự tham gia của 50% thành viên đại diện ban quản lý và 50% thành viên đại diện người lao động, với mục đích hỗ trợ và cải thiện các vấn đề trong nhà máy. Là một ban mới thành lập và có sự đại diện đến từ cả hai phía quản lý và người lao động, thời gian đầu các thành viên chưa thật sự hợp tác và làm việc với nhau, dẫn đến kết quả hoạt động chưa hiệu quả, sự ngại ngùng, khoảng cách trong việc nhìn nhận và giải quyết vấn đề. Hiểu được điều đó, Target đã đứng ra tổ chức đào tạo trực tiếp cho các thành viên trong ban, hai workshop với những kiến thức và kỹ năng về hợp tác và đối thoại tại nơi làm việc, cách giải quyết vấn đề, kỹ năng đàm phán và cơ chế khiếu nại, khiếu kiện. Với các kỹ năng và kiến thức được đào tạo, ban SBT đã hoạt động mạnh mẽ, sôi nổi và hiệu quả hơn. Các thành viên đã cùng nhau thảo luận, cùng nhau ghi nhận và cải thiện hơn 30 vấn đề đang tồn tại nhà máy trong các cuộc họp hàng tháng. Đối với hệ thống quản lý, thứ nhất, nhà máy đã hoàn thiện lại toàn bộ quy trình, chính sách và phổ biến cho người lao động, đồng thời định kỳ rà soát và hiệu chỉnh kịp thời khi có sự thay đổi. Thứ hai, ban SBT với sự đại diện của ban quản lý và người lao động đã cùng nhau tiến hành tham gia đánh giá định kỳ để kịp thời phát hiện, ghi nhận và lên phương án phòng ngừa các rủi ro trong nhà máy. Thứ ba, nhà máy đã tiến hành hiệu chỉnh và cải tiến cơ chế khiếu nại, khiếu kiện nhằm khuyến khích và kịp thời ghi nhận, giải quyết những phản hồi của người lao động. Đối với ý kiến của người lao động, nhà máy đã xây dựng các chương trình thưởng, ghi nhận những đóng góp của cán bộ công nhân viên như thưởng Kaizen về năng suất chất lượng, chương trình dịch vụ vàng cho khối lao động gián tiếp, thưởng vinh danh những cá nhân và tập thể xuất sắc. Bên cạnh đó, rất nhiều vấn đề đã được các thành viên SBT cùng nhau khắc phục cải thiện như khởi động chương trình 5S sàng lọc, sắp xếp lại môi trường làm việc gọn gàng và an toàn, thay đổi layout xưởng cắt, thay đổi diện mạo và giúp thuận tiện hơn trong công việc. Mình rất vui và biết ơn khi được trở thành một thành viên của ban cải tiến. Lúc đầu mình đã rất rụt rè vì chưa hiểu hết về cách thức hoạt động của ban, nhưng nhờ sự giúp đỡ của nhãn hàng Target thông qua các bài học kỹ năng và các thành viên trong ban, thì giờ đấy mình có thể tự tin hơn góp sức mình vào việc thay đổi và cải thiện cho nhà máy. FPT đã thay đổi cách nhìn nhận của tôi về công tác quản lý, cách đánh giá vấn đề, hiểu rõ hơn về cơ chế khiếu nại, khiếu kiện, để từ đó cùng với người lao động khắc phục, cải thiện những điểm chưa tốt nhằm tạo ra môi trường làm việc an toàn, chế độ phúc lợi tốt cho cán bộ công nhân viên. Không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ ban SBT tốt hơn, mà Target còn tổ chức đào tạo cho các tổ trưởng và truyền trưởng để hoàn thiện kỹ năng quản lý, giúp cho công tác quản lý và hợp tác, xây dựng mối quan hệ với người lao động ngày càng tốt hơn. Trước giờ thì mình chỉ chủ yếu tập trung vào cải thiện năng suất, chất lượng, mà nhiều lúc còn quên đi cái cảm nhận của công nhân. Qua những cái buổi đào tạo thì giúp mình hiểu nhiều hơn về cái công tác quản lý, phải biết làm gương tốt, xây dựng một mối quan hệ tốt và giám sát phân công công việc trong tổ. Xin cảm ơn nhãn hàng Target đã tổ chức những cái buổi đào tạo về kỹ năng như thế này. Kết thúc năm 2021, năng suất chất lượng của Minh Anh Đô Lương đã đạt mức tăng trưởng lên đến 30% với các giá trị cải tiến đã mang lại hiệu quả cao hơn 52% so với năm 2020. Từ đó nâng cao mức thu nhập cho cán bộ công nhân viên với mức lương trung bình tăng lên hơn 13% so với cùng kỳ năm trước. Đảm bảo ổn định thời gian làm việc năm 2021, trung bình 9,5 giờ một ngày. Bên cạnh đó, tỷ lệ nghỉ việc trung bình toàn nhà máy cũng giảm 3% đối với lao động cũ và 10% đối với lao động mới, đã phần nào thể hiện được hài lòng và gắn kết hơn của người lao động đối với nhà máy.
Mình vào làm việc năm 2019, lúc đầu có những suy nghĩ mình không thể dám nói ra, nhưng bây giờ có những khiếu nại và thắc mắc mình có thể trực tiếp hỏi đến công ty. Và hiện nay lương của mình tương đối cao và rất là ổn định. Cảm ơn. Để có được một Minh Anh Đô Lương ngày càng hoàn thiện và phát triển vững mạnh, xin chân thành gửi lời cảm ơn sâu sắc đến nhãn hàng Target đã luôn đồng hành và hỗ trợ nhà máy trong suốt chương trình ASAP và chặng đường phía trước. Minh Anh Đô Lương sẽ quyết tâm nỗ lực, cố gắng hơn nữa để không ngừng thay đổi, cải thiện, trở thành một người đồng hành tin cậy của người lao động và quý đối tác khách hàng.